Xin chào mọi người, nếu mọi người vẫn còn đang tìm kiếm một dòng loa phù hợp với dàn karaoke gia đình nhà bạn có một chất lượng tốt nhưng lại giá thành vừa phải, thì hôm nay Vida xin giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm có tên là Vertin 868. Đây là một dòng sản phẩm cực kỳ phù hợp đối với dàn karaoke gia đình cũng như là dàn karaoke kinh doanh. Sau đây chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết và cũng như tính năng. Vida, chuyên gia âm thanh karaoke. Vida, vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Về thiết kế, với kích thước nhỏ gọn, có thể bố trí dễ dàng trong mọi không gian. Cụ thể, 520mm chiều dài, 295mm chiều rộng, 315mm chiều cao. Loa Vertin 868 mang tông màu đen, sang trọng. Mặt lưới kim loại vừa bảo vệ màn loa vừa tạo sự mạnh mẽ. Các gốc loa thiết kế bo tròn, tạo nét mềm mại, giảm đi sự cứng nhắc. Logo thương hiệu Vertin gắn chắc chắn trước mặt loa. Về chất lượng âm thanh, loa Vertin 868 có 3 điểm nổi bật như sau. Thích hợp nhiều thể loại nhạc. Khi test thử loa Vertin tại phòng thử tiêu chuẩn VDA và thay đổi nhiều dòng nhạc khác nhau, thì chúng tôi có đánh giá tổng quan rằng dòng loa này có thể tái hiện ổn chất âm ở mọi dãy âm nhưng không quá xuất sắc ở một thể loại nào đó. Như vậy có thể thấy loa Vertin thuộc dòng loa đa năng hơn là loa chuyên dụng như loại loa Bose hay loa JBL. Không rè loa khi chơi nhạc với công suất lớn, bass chắc và sâu. Vâng, đây chính là điểm sáng của loa Vertin 868 khi mà loa có thể đánh bass chắc và sâu dù chưa bật hết cỡ âm lượng. Trong không gian phòng 25m² trở xuống, dù không dùng sub thì âm bass cho ra từ Vertin 868 vẫn đủ để thỏa mãn người nghe. Khi thử chơi nhạc với công suất lớn, chúng ta vẫn thấy Vertin 868 làm tốt mà không bị rè. Tiếng chép trong trẻo, tiếng mic rõ ràng, hát karaoke không bị đuối. Tiếng hát của bạn sẽ trở nên hay hơn và rõ rệt hơn khi hát qua loa Vertin 868 nhờ tiếng chép trong trẻo, tiếng mic rõ ràng, dù là giai điệu trầm lắng hay điệp khúc cao trào đều nghe rất cảm xúc. Đánh giá tổng thể và ưu nhược điểm của loa Vertin 868 như sau. Về ưu điểm, âm bass mạnh, âm chép trong và sáng, loa thích hợp với nhiều thể loại. Về nhược điểm, vì thích hợp ở nhiều thể loại nên chơi các thể loại nhạc đều ở mức tạm ổn, không quá xuất sắc đặc biệt ở một thể loại nào. Như vậy là chúng ta vừa trải nghiệm xong dòng sản phẩm Vertin 868. Qua những thông tin chúng tôi cung cấp, Vida hy vọng mọi người sẽ có một cái góc nhìn tổng quan hơn về dòng sản phẩm tầm trung này. Nếu mọi người thực sự yêu thích và muốn trải nghiệm dòng sản phẩm này, hãy đến các cửa hàng của Vida. Hiện tại dòng sản phẩm này đang được sở hữu một mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 7 triệu đồng. Và đừng quên để lại comment phía dưới về những ý kiến cũng như là thắc mắc. Phía bên hỗ trợ của Vida sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.